Dạ, đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và bạn. Dạ, trong thời gian vừa qua phải rất nhiều các cô các chú các anh chị ở tất cả tỉnh rất xa về để báo tin nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương để đăng tin để tìm người thân, mà đặc biệt tìm vợ và tìm chồng tìm con. Buổi sáng hôm nay thì anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi nhận rất nhiều thông tin, rất nhiều các anh chị rất lớn tuổi rồi ở những một số khu vực ở tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương để đăng tin để tìm vợ. Rất nhiều, có thể là rất nhiều cái câu chuyện, có thể là anh em sẵn sàng giúp nhưng mà có thể là giúp nhưng không có cơ hội. Bởi vì nhìn ở đó rất nhiều cái điểm, có thể là rất nhiều chị gái có thể là đi theo những người đàn ông khác rồi. Vì vậy cho nên là tìm được không phải đơn giản. Thì hôm nay anh em hiệp sĩ Bình Dương tiếp tục ghi hình và đăng tải thông tin đại một gia đình hiện nay đang sống tại Biên Hòa. Và cách đây 2-3 bữa thì về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương để ghi hình và đăng tin để tìm một cô dâu rất trẻ mới cưới một người chồng ngoại quốc và đã bỏ chạy đi theo một người đàn ông khác. Câu chuyện này chắc chắn là vô cùng phức tạp. Hy vọng là các cô chú anh chị mọi người xem video này hiểu rõ và có cái nhận xét đúng đắn của mình. Dạ, câu chuyện nhờ kính mời cô chú anh chị bạn theo dõi hết video này nhé. Rồi xin phép xin chào đại gia đình mình ba chị em ha. Rồi chị có thể chị bên ngoài cùng lớn tuổi nhất, chị là chị cả hay chị hai ha. Rồi chị có thể chị giới thiệu chị tên là gì? Lê Thị Lung. Dạ, chị Lê Thị Lung ha. Rồi mình hiện nay đang sinh sống tại đâu? Sinh sống tại xã Thành Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Rồi, cảm ơn chị. Rồi xin phép chị bên này. Tôi tên Đoàn Thị Tố Nga. Đoàn Thị Tố Nga ha. Rồi, chị cùng địa chỉ lưu trên đúng không? Hay là địa chỉ không? Không, tôi có chồng tôi ở bên Bình Dương. Ồ, chị sống Bình Dương đúng không? Đúng rồi. Rồi, mỗi người chị em này sinh ra một nơi. Nhưng mà hiện nay thì vì cuộc sống đúng không? Người thì mỗi người một tỉnh nha. Rồi, chào chị gái ở giữa. Rồi, chào chị. Chị có thể chị giới thiệu chị tên gì? Em tên Lê Thị Nhỏ. Lê Thị Nhỏ. Bốn xã Hạnh Phúc. Lê Thị Nhỏ mà người cũng nhỏ, dễ thương ha. Rồi, hôm bữa thì cách đây 2 bữa đúng không? Chị về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương để đăng tin tìm con gái. Con gái mới chồng ngoại quốc đúng không chị? Dạ, là con gái mất tích đúng không? Rồi, hôm nay thì anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình và đăng tải lên tất cả trang mạng xã hội. Hiện nay anh em đã phát hiện và đã tìm được con gái cho chị. Đúng không? Đây có phải con gái chị không? Đúng. Dạ, chị nhìn nó đúng không? Có khác nhau không? Dạ đúng. Sao tấm hình con chị và hiện nay là hình thật nó khác nhau vậy? Nhiều khi chụp hình trên app chỉnh nó đẹp hơn ha, nó xinh hơn, dễ thương hơn đúng không? Dạ. Hôm nay thì trước mắt là hiện nay gia đình mình thấy con gái này là có ổn không? Ổn không? Dạ ổn. Nhìn này có điều gì khác thường không? Mình thử nhìn cái xem có khác thường không? Sao bây giờ chị sao, vui không? Thì gặp con mình phải vui chứ hả? Chắc chắn là vui cười dạ, nào dạ. Vui thì cười lên cho mình cười lên nào. Rồi cười rồi tí tính tiếp. Tí có khóc hay không mà tính sau đúng không? Dạ. Phải không? Dạ. Trước mắt là phải cười, sau đó là phải khóc hay không mà tính tiếp. Dạ. Dạ. Bây giờ dạ. Nhưng mà bây giờ đang khóc là tí này không cười được đúng không? Rồi em sẽ làm cho mọi người khóc hay là mọi người muốn cười. Bây giờ làm sao? Rồi bây giờ là trước mắt là anh em hiệp sĩ Bình Dương tìm được con và tìm được cháu cho gia đình rồi. Gia đình mình có điều nào muốn cảm ơn anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Dương cũng như cảm ơn các cô chú anh chị tất cả trang mạng xã hội không? Cho chị xin có ý kiến trước đi. Trước tiên á thì chị xin cảm ơn đội hiệp sĩ của Nguyễn Thanh Hải và cảm ơn tất cả cộng đồng mạng, anh em cộng đồng mạng đã vì gia đình, thương gia đình mà đã tìm kiếm được, chịu cực chịu khổ vất vả để mà kiếm được cháu cho nó về đoàn tụ với gia đình. Thì không có cái gì mà mong muốn gì hơn là 1000 lần cảm ơn. Rồi cảm ơn chị nhé. Rồi chào chị gái ở giữa áo hồng. Chị dạ. Nhỏ, chị bé nhỏ. Rồi chị lên tiếng đi. Dạ thì em đến đây em cũng nhờ là đại diện của Nguyễn Thanh Hải với là mấy anh em ở đây thì nhờ tìm kiếm được con em. Thì giờ mấy anh tìm được báo em thì em cũng rất là mừng. Thì giờ mấy chị em đến đây cảm ơn mấy chân thành của mấy anh và giúp đỡ cho em mấy ngày qua, em xin chân thành cảm ơn. Dạ, hồi sáng nay anh em hiệp sĩ Bình Dương báo tin cho gia đình mình là tìm được con rồi. Dạ. Là gia đình mình đang trên đường di chuyển đi đâu? Dạ đi Kiên Giang. Kiên Giang chi vậy chị? Đi công chuyện. Không phải đi tìm con đúng không? Dạ. Tìm con chán rồi đúng không? Dạ. Tìm liệu, chán rồi anh. Liệu tìm giờ không còn cơ hội đó phải không? Dạ. Chị thấy anh em hiệp sĩ Bình Dương tìm này là được chưa? Quá, nhanh dạ, không? Quá hay nha, quá tốt. Nhanh quá không? Quá tốt. Mới có khoảng 14 tiếng thôi. Dạ. Không phải là 12 mà 14 tiếng, 14 tiếng dưới, đúng không? Bây giờ là thành công chưa? Dạ, đúng nha. Không. Rồi, bây giờ này, cách đây 2 bữa gọi là 1 ngày dưới, chị về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương, chị là một người mẹ út nhưng mà là mẹ đúng không? Dạ. Chị về đây em hỏi trước chị rồi, chị đưa thông tin hoàn toàn có đúng sự thật không? Dạ. Đúng không?
Bây giờ chị khẳng định lại là hôm bữa là những điều chị chia sẻ trên video trên cộng đồng mạng là có đúng sự thật không? Dạ. Mình có sao nói vậy, em biết hết rồi. Thì hôm trước đó thì em cũng có kể là nó quen với thằng đó. Thì sao hai đứa quen sao em không có cấm cản. Nhưng mà em cũng không nói gì, em cho quen. Nhưng mà sao nó đi về dướng hết trơn á. Thà nó đừng có chịu cái thằng này đi. Em chấp nhận, em cho nó quen trắng mà, em chấp nhận. Thì nó đừng có chịu ông Trung Quốc này. Nó chịu, vàng dòng ta nó nhận hết. Rồi giờ nó bỏ nó trốn đi, anh thấy sao được. Phải làm khổ mẹ không, với mấy gì không. Hà là buổi ban đầu, mẹ với mấy gì không có ép, lên tiếng luôn không có ép. Xong xuôi rồi đi, em với mấy gì đi kiếm. Năn nỉ về, về thì chịu làm đám cưới. Này mấy gì với mấy mẹ cũng rất vui. Xong xuôi rồi á, em mới nói em với mấy chị em có hứa. Con về con làm đám cưới. Đừng cho có xấu hổ với sớm riền với bà con nói sớm. Thì nó cũng chịu về. Thì em nói là về làm đám cưới. Nếu mà chịu không chịu thì con trả lời quyết định với người ta. Ví dụ chịu thì con nói, còn không chịu thì tiền đầu con đền lại cho người ta. Rồi con muốn đi đâu con đi, con muốn ở với người ta con ở, mẹ không ép. Nhưng mà tiền đầu hoàn thành lại cho người ta hết rồi mới được đi. Rồi, cảm ơn chị. Dạ. Cho hỏi. Vậy là chị, theo chị là một người mẹ, chị sẽ là chị và gia đình hoàn toàn không ép. Dạ đúng. Nhưng mà nhận tiền em hỏi lại chị, là chị nói là con chị phải trả lại tiền mà vàng vòng, là ai là người cầm? Em nói là vàng vòng cứ cho nó ha. Rồi trong thẻ em có 11 triệu là tiền của em. Nó rút, nó lấy vàng vòng nó đi luôn. Còn tiền nạp tài em giữ. Nạp tài là nạp tài cho mẹ giữ chứ. Nạp tài là cái gì chị? Là cũng như người ta bảo quản vậy anh. Đó, người ta bảo quản. Em phải giữ là trang trải đám cưới. Ví dụ là mặt cô dâu nấu ăn này kia em phải trang trải chứ. Mình nghèo đâu có tiền mặt đâu anh. Em hỏi lại chị một lần nữa. Dạ. Chị và gia đình có ép con chị buộc lòng phải lấy một người Trung Quốc không? Dạ không. Rồi, cảm ơn chị. Em rồi. Có nói đâu mà, mẹ không ép. Rồi. Thì con quyết định thôi. Bây giờ chị nói chuyện rồi, đúng không? Người dạ. Nhà mình các gì nói chuyện rồi. Bây giờ để cho bé nói chuyện. Dạ. Em mong rằng cái câu chuyện này nó phải trắng đen rõ ràng. Em không bênh chị, em không bênh con chị, dạ. Nhưng em bênh cái sự thật. Và đây mục đích chính là giúp gia đình chị, dạ. Nha. Vì vậy giúp con chị cũng như giúp chị đều là giúp giống nhau. Vì vậy em không muốn có một cái cuộc cãi vã. Và em không mong muốn là có những cái tiếng to tiếng mà không hay, không tốt, dạ, ở tại đây. Vì vậy kẻ nói cho người nghe. Dù rằng con mình nhỏ nhưng mà mình cũng phải tôn trọng, dạ. Đúng không ạ? Đôi khi mình phải tôn trọng những lời nói của con, hoặc tôn trọng những cái, bởi vì con chị là trên 16 tuổi, con chị tự quyết định. Còn con chị có yêu ai hay không là cái việc con chị, anh em không biết nhá. Còn cưới là cưới ai hay không là do con chị, em không biết cái điều đó. Nhưng hôm nay anh em trách nhiệm ở đây là muốn làm rõ sự việc. Bởi vì tại sao con chị bỏ trốn. Thì hiện nay thì con chị có điều gì thì muốn chia sẻ thì mời con có thể con nói rõ hơn là con họ tên đầy đủ gì. Nhưng bây giờ cho chị xin một cái tiếng nhỏ là con phải thành thật, đừng đổ lỗi cho mọi người. Đó là cái yêu cầu của không, của gì? Bây giờ này, đó. Không, mình không nói vậy được. Không, thôi. Bây giờ nói chuyện này, mình không thể nói thế thế được. Đổ hay không đổ là bé bằng này rồi, bé tự quyết định. Có đó, đổ nhưng lỗi, mà mình phải nói là như vậy. Hay không thật. Nếu như gia đình mình ép hoặc không ép thì bây giờ không thể nói là bé đổ được. Bây giờ có thật là phải nói thật. Đúng rồi. Mà giả tạo là phải nói giả tạo. Đúng không ạ? Chứ không thể mà hôm bữa mẹ hoặc gì ép con mà bây giờ bảo là con không đổ lỗi là không được nha. Hoàn toàn phải đúng sự thật. Ở đây là chú không bênh con, chú không bênh mẹ, không bênh gì. Nhưng mong muốn cái câu chuyện thật. Bởi vì anh em ở đây ấy, là hiệp sĩ Bình Dương là giúp một cái câu chuyện phải do trắng đen. Không bênh ai, nhưng nó phải biết cái sự trắng đen rõ ràng để hai bên đều phân biệt và đều nhận được cái sự sai trái của mình. Rồi con lên tiếng đi. Mày con họ tên là gì? Dạ con tên là Nguyễn Thị Hoa Tiết. Ừ, con năm nay nhiêu tuổi? Năm nay con được 20 tuổi. Rồi. Con nguyên quán gốc con ở đâu? Dạ con ở Vĩnh Cửu, Đồng Nai. Rồi. Con có thể nói rõ hơn cái câu chuyện, con biết tường thuật lại đầu đuôi cái câu chuyện khi con bắt nguồn và yêu và lấy người Trung Quốc là tại sao? Lý do gì? Dạ lúc đầu là con quen anh Trắng trước. Anh Trắng là ai? Anh Trắng là cái người ở xăm mình đúng không? Dạ đúng. Rồi, con quen lâu chưa? Con quen được nửa năm. Rồi, xong tiếp tục. Sau đó thì mẹ con á, con chỉ quen người Trung Quốc gần đây là một tháng mấy thôi. Ừ. Mẹ con nói là gửi hình thử coi người ta có chịu hay không. Chứ mẹ không ép. Thì mẹ con cứ gửi hình như vậy cho người ta. Rồi con đi gặp mặt. Lúc đầu thì con chấp nhận là con cũng có chịu. Nhưng mà sau gần đi đám cưới á,
con có ở trốn về Kiên Giang, con chơi với Kiên Giang, mẹ con với mấy dì đây mới đi về Kiên Giang, ở trên công an Kiên Giang cũng có hứa với trên công an Kiên Giang là cho con về giải quyết đám cưới để nở mày nở mặt với bà con, xong rồi con mới quyết định con đi đâu thì con đi. Buổi chiều đám cưới đó con nói là con không có muốn đi bên Trung Quốc, vàng trong ngày đám cưới đó con tháo ra con bỏ trên bàn cho mẹ con hết, con nói con không đi. Mẹ con với mấy dì nói là đi lên chển một ngày đi rồi mẹ rước con về. Qua ngày hôm sau, buổi sáng mẹ con tới cũng nói với người chồng Trung Quốc đó là con không muốn đi bên Trung Quốc, người ta đền tiền lại. Rồi con có điện về ở dưới quê Kiên Giang á, nói với mấy dì với anh Trắng ở dưới là anh ơi bây giờ người ta kêu em đền tiền. Là lúc đầu là mẹ con với mấy người dì chỉ nói là đền vàng lại, con cầm vàng đi là 40 triệu, đền lại 40 triệu rồi muốn đi đâu thì đi. Xong sau đó con điện về về dưới quê á, mẹ của anh Trắng với mấy dì, mấy dượng của anh Trắng á đều đi chạy tiền mượn để lo cho con, để con ra. Xong lát hồi á lại nói lên là 95 triệu mới cho con ra, mới đủ tiền để chuộc con về. Gia đình anh Trắng không có đủ điều kiện để lo cho con tới 95 triệu, cho nên là gia đình anh Trắng không thể nào mà lo cho con ra được. Cho nên là mẹ con nói là bây giờ con ráng qua bển 1-2 ngày đi, rồi mẹ con nếu như mà không sống không thích hợp thì mẹ con cho con về. Mà con không đi. Ngày hôm thứ ngày 14 tháng 6 là con có trốn đi, là con có trốn đi, là con đi chân trốn xong rồi mẹ con lại bên của chú Nguyễn Thanh Hải để đăng lên kiếm con, nhưng mẹ con nói hoàn toàn không đúng sự thật. Con chỉ quen người Trung Quốc đó dần 1.5 tháng đổ lại nay, chứ không phải như lời mẹ con nói là quen 1 năm mấy rồi mới tiến tới hôn nhân, cho nên là con mới bỏ trốn con đi. Rồi hồi chiều hôm thứ năm con thấy YouTube, con mới điện về cho mẹ con, con nói là bây giờ con không muốn đi bên Trung Quốc. Mẹ nói là bây giờ về ký giấy ly hôn đi, rồi con muốn đâu con đi mà con không về. Mẹ con còn nhắn tin hù dọa con là bây giờ mày có về hay không, mày về thì mọi chuyện bỏ qua hết, còn không là mày chỉ có một con đường chết. Mẹ con nhắn tin như vậy con còn giữ lại hết, mẹ con nói gì con còn ghi âm lại hết. Con mà nói láo một câu nào là con chết. Bây giờ thế này, theo con là con bị oan đúng không? Phải không? Con bị oan, con không muốn là lấy chồng Trung Quốc. Con không muốn lấy chồng Trung Quốc. Như kiểu hình như con bị ép đúng không? Phải không? Dạ, con nói là lúc mà con trốn đi về Kiên Giang á, là mẹ bắt con về làm đám cưới xong cái mẹ con ép con đi ký giấy kết hôn ở ngoài huyện. Rồi trong khi đi vô trong chỗ ký giấy là có 4 người đi theo con. Rồi ở ngoài xe 4 người, chú hỏi là 4 người những ai? Dạ, có dì con, mẹ con với người chồng Trung Quốc với người ba của người chồng Trung Quốc. Còn đứng ở ngoài là có dì 5 con với chú xe tài xế. Cho nên là con không thể nào mà con trốn đi được. Mục đích chính của con là con không, thực sự con không yêu người Trung Quốc, nhưng vì mẹ đúng không? Vì mẹ chia sẻ là cứ lấy đi đúng không? Cứ phải lấy không? Đi rồi qua bển 1-2 ngày sống không thích hợp thì mẹ đưa về. Lúc bây giờ là con đã hiểu à, bên Trung Quốc là gì chưa? Dạ chưa. Chưa đúng không? Mẹ nói là sang Trung Quốc 1-2 ngày không được thì về đúng không? Dạ. Sang một, chỉ còn sang thôi. Bây giờ chú nói rõ cho con này cũng như cho những trường hợp khác. Dạ. Sang đó không dễ, về khó hơn nhiều lần. Dạ. Tiếng không biết nha. Tiền thì không, đúng không ạ? Biết tiếng có tiền còn không về được. Bởi sang đó là những tỉnh rất xa. Một tỉnh của đất nước Trung Quốc là bằng cả cái đất nước Việt Nam mình. Yeah. Yeah. Và có thể có tỉnh là bằng nhiều đất nước Việt Nam mình. Yeah. Vì vậy qua mỗi một bến xe là nói chuyện một tiếng khác nhau. Yeah. Trừ giả con biết nói tiếng phổ thông giống như tiếng mình như này thì con sẽ về được. Hoặc con có tiền. Nhưng mà thôi, cái chuyện đấy mình tính sau. Bây giờ cho chú hỏi tiếp. Vậy là mẹ con biết được con đang có mối quan hệ yêu mấy cái anh Trắng nào đó đúng không? Dạ biết. Ừ, còn cho chú hỏi này, thế còn mẹ con hay ai là người làm mai thực tế cho con cái người Trung Quốc? Mẹ con cũng biết bên một mai mối nào đó. Mai mối đúng không? Qua gọi là qua mai mối đi nha. Dạ. Còn mai mối nào đó thì cái đó là chú không cần quan tâm. Dạ. Đúng chưa? Mai mối
để gả con cho người Trung Quốc. Yeah. Con có biết rõ về người Trung Quốc hiện nay là con gặp người Trung Quốc rồi đúng không? Yeah. Làm đám cưới rồi đúng không? Yeah. Con có biết trò chuyện với người Trung Quốc là anh yêu em hay là quay quay lì không? Dạ, chỉ có trên Google dịch đó chú. Mình đi lên đó mình bấm từ tiếng Việt dịch sang tiếng Trung Quốc thì nó sẽ dịch cho mình. Mình nói chuyện ở trên Google dịch đó. Ngoài nó nói chuyện nhau qua điện thoại. Dạ. Đúng không? Thực tế là không biết gì về nhau. Dạ. Em thấy người ta có cảm tình, em có cảm tình với người ta không? Nếu như mà nói về cảm tình thì chắc chắn là người ta sẽ ở đây thì người ta sẽ tỏ vẻ ra là người ta yêu hơn mình, người ta này kia với mình, nhưng mà thật sự về bển thì con biết là không, không có hay là không thì con không. Nhưng mà rồi, nhưng mà theo con, nếu mà người ta lấy con, người ta ở tại Việt Nam mình, con có chịu không? Nếu như ở tại Việt Nam thì con chịu. Còn sang đó là con không chịu, tại sao? Tại sao? Con thấy có nhiều người như mẹ con đăng cái clip đó lên đi, cũng có một chị comment đó là em tôi cũng lấy ở tỉnh An Huy, cũng lọc rừng, chỗ chỗ đó là đồi núi thôi chứ không phải là thành thành phố như lời của mẹ con nói. Con thấy chị đó comment rất là thật lòng luôn. Chú đồng ý, chú đã từng sống Trung Quốc. Dạ. Không nhiều nhưng cũng gần 10 năm. Dạ. Chú có hiểu được đất nước Trung Quốc, đồng ý đất nước văn minh lịch sử nhất nhì, bậc nhất nhì của thế giới, nhưng không phải chỗ nào cũng sướng nha. Có nhiều tỉnh rất sướng nhưng có nhiều tỉnh khổ hơn Việt Nam mình nhiều lần đó, hiểu ý không? Nhưng nhiều người Việt Nam mình sang đó rất sướng nhưng có nhiều người sang đó rất khổ, đồng ý không? Dạ. Nhưng còn cái việc đó là cái việc khác. Nhưng bây giờ chú đang nói chuyện tiếp với con, vậy là có nghĩa rằng con không đồng ý, con không đồng tình lấy cái người chồng Trung Quốc. Dạ. Vì vậy khi lấy xong con thực hiện theo mẹ đúng không? Lấy xong con quyết định bỏ trốn, đúng chưa? Dạ. Trước khi con bỏ trốn con đem bao nhiêu tiền đi? Trước cái ngày đám cưới là con bỏ trốn, là khi mà con bỏ trốn đợt đầu tiên á là vàng rồi, là con không mang cái gì hết. Con giục, con giục ở dưới chân cầu Hoa Hóa An á, ở dưới sông, con không cầm thêm một đồng nào hết. Rồi bây giờ mẹ con mất tiền thì nói con cầm, con vẫn chịu là con cầm, con vẫn chịu là con ăn cái số tiền đó, nhưng mà thực sự ra là con không có cầm. Tại sao con không cầm đi luôn mà con lấy tiền đó con vứt giục cầu chi? Con không muốn xài tiền của người ta chứ. Bây giờ nói con cầm, con vẫn chấp nhận là con cầm, nhưng mà thật sự ra là con ra đi tay trắng không cầm một cái gì hết. Bây giờ con muốn quay lại với người Trung Quốc nữa không? Dạ không, 100% là không. Thế bây giờ nếu như buộc lòng hai con đường lựa chọn, một là chọn mẹ, hai là chọn người Trung Quốc, con chọn ai? Con không chọn ai, con sống cuộc sống của con. Tại vì con đã đủ trên 18 tuổi, con tự có thể được quyết định cuộc đời của mình. Là con thương ai, con yêu ai, con đến với nhau, con cưới nhau, đó là quyền của con. Con thực sự không yêu cái người Trung Quốc đúng không? Dạ không. Ở đây chú không ép con nha. Cho chú hỏi lại, thế con thực sự con có yêu cái người tên Trắng không? Dạ thật sự là có. Sướng khổ là do con quyết định. Sướng khổ là do con quyết định. Gia đình anh Trắng cũng rất là thương, thương con. Vừa khi mà nghe tin là con còn 40 triệu để con có thể khóc, khóc được người chồng Trung Quốc đó, gia đình anh Trắng chạy đi chỗ này muộn, chạy chỗ kia muộn để có tiền cho con, để con ra khỏi người chồng Trung Quốc đó. Nhưng mà vừa khi được 40 triệu mẹ con lại đòi lên là 95 triệu. Rồi thì chú tiếp tục trò chuyện với con. Rồi mời chị gái, chị bé nhỏ. Dạ. Chị có thể nói rõ hơn, trình bày rõ hơn. Con gái chị nói số tiền 95 triệu đó tiền gì? Làm cho em nói 95 triệu đó là tiền người ta tính tiền làm giấy, làm tờ ha. Rồi đăng giấy ký kết hôn rồi người ta đều bỏ tiền ra hết. Rồi tiền đi chụp hình, tiền này tiền kia là tự người ta tính, chứ em không có tính trong đó. Cái đó là Trung Quốc. Nó bỏ tiền ra bao nhiêu là nó tính bao nhiêu. 98 triệu nè. Rồi á, nó giao cho em á là 3 triệu làm tiền giấy tờ, thì em vẫn trừ ra 3 triệu, còn 95 triệu là bây giờ người ta không nói gì, không bắt buộc nó đi, không gì hết. Nhưng mà bà giờ bây giờ không đi thì hoàn toàn trả lại số tiền cho người ta, trả số giờ khác. Nếu trả bây giờ chị phải người trả thì con chị đâu có trả, đúng không? Cái này là do chị. Không, không phải do em, nhưng mà tại nó quỷ kết hôn. Quỷ nhưng mà đây là do chị, mình ép con chị. Em đâu có ép, nãy nó cũng nói em đâu có ép đâu. Đây nè, bây giờ chú hỏi lại con nhé. Như thế này có đúng mẹ con ép con hay là con tự nguyện, con yêu người ta, con cưới người ta? Lúc tự đầu, nguyện hay yêu hay là yêu? Lúc đầu là con nói mẹ con không ép. Lúc đầu là con có chịu thật sự. Nhưng sau khi gần đến ngày đám cưới, con nói với mẹ là con không chịu, là con trốn đi. Rồi mẹ con đi bắt xe về dưới Kiên Giang để rước con về. Để cưới. Để cưới. Nói với mấy chú công an ở dưới xã Sơn Bình, Hòn Đất, Kiên Giang,
là con chỉ có về đây làm đám cưới, xong buổi chiều đó vàng dòng đồ trả lại, con muốn đi đâu thì đi. Là mẹ con nói vậy. Dạ, nhưng mà mẹ con không làm đúng sự thật như lời mẹ con nói. Đấy, bây giờ chị trả lời sao như vậy? Không, cái này em cho cụ có ý kiến. Dạ, rồi. Cái này tôi là người chính xác, tôi nói cho em nghe. Dạ. Cái người thằng này nó chỉ tính cái tiền của nó bỏ ra làm giấy tờ cho người ta lo, với cái tiền nó đưa vàng cho cháu là 40 triệu tiền vàng đó, với tiền nó lo giấy tờ này kia là 98 triệu. Nhưng mà mẹ nó có nhận lại 3 triệu để đưa giấy tờ cho ký giấy kết hôn trên huyện, thì 95 triệu là phần con gái này phải trả. Còn bây giờ á, đám cưới á, là trước chưa đám cưới là người ta đã giao vàng cho nó đeo rồi. Thì nó đeo, nó nói vừa nói với mấy em là nó đã giục ở cầu Hóa An, thì cái trách nhiệm đó nó phải chịu chứ. Mẹ nó ở nhà trọ em ơi, mẹ nó đâu có tiền. Bây giờ người ta thiếu tiền, trong khi người ta xuống người ta giao mẹ nó 40 triệu nữa, thì mẹ nó trang trải tiền nấu với lại tiền thuê đồ cưới 25 triệu, tiền nấu 27 triệu 500, thì 40 triệu đó đâu có đủ em. Mẹ nó phải chạy trả người ta cho đủ, bị đám cưới xong rồi. Thì bên kia bây giờ người ta cũng không quan tâm, người ta chỉ yêu cầu mẹ nó trả lại 80 triệu, nó trả lại 95 triệu, là hơn gần 200 triệu. Chứ sao, tiền người ta bỏ ra mà. Mẹ nó đã nhận người ta 80. Trước khi rồi em ngắt lời chị, trước khi tổ chức một đám cưới, chị đã nghĩ được hoặc chị đã tính được những cái vấn đề nó nghiêm trọng chưa? Chị bé nhỏ. Dạ, em chị đã tính được chưa? Chị đã lường trước chưa? Bởi vì theo em được biết là con chị em chia sẻ là con chị đầu tiên đồng ý, đầu tiên chịu đám cưới, nhưng về sau đến ngày chốt hạ là không chịu, và con chị quyết định đi Kiên Giang, mà chính gia đình chị đã xuống Kiên Giang và yêu cầu con chị về đây, đúng không? Đám cưới xong rồi được ai đi? Đúng. Không, đúng không ạ? Dạ. Rồi cho em nói, thì em có nói câu đó, em chịu em nói, nhưng mà về thì người ta tính tiền ra thì phải trả tiền cho người ta, em vẫn cho nó đi mà, trả tiền cho người ta đủ rồi đi đâu đi, em không ép. Trả bây giờ theo như chị là chị con chị thì, buộc lòng phải trả bao nhiêu tiền? Thì 95 triệu đó anh, người ta tính rồi đó. Người ta tính, nhưng mà đây là con chị phải chịu những tiền gì? Tiền giấy làm giấy tờ nè, tiền dòng vàng nè, dòng vàng ta cho nó trước cái ngày đám cưới nó đeo đi đó. Rồi gì nữa chị, gì nữa mà 95 triệu? Thì người ta tính chứ em không có tính. Người ta tính tiền này tiền kia là rồi. Giấy tờ người ta cũng như người ta lo đó anh. Rồi ok. Rồi thì... tiền này tiền kia với lại tiền dòng vàng rồi là người ta tính. Còn tiền mà ví dụ dẫn nhà đi ăn uống đồ đi chơi rồi là người ta không tính đó. Nhưng mà bao nhiêu vàng, bây giờ chú hỏi con bao nhiêu vàng mà 95 triệu? Dạ chỉ có một đôi bông. Rồi. Với một sợi dây chuyền. Dây chuyền mấy chị? Cái một chiếc nhẫn, cái đó là con không biết, cái đó là bên người chồng Trung Quốc nói là chỉ có 40 triệu, là con chỉ biết là 40 triệu thôi chứ con không. Dây vàng lớn không? Dạ cũng vừa, chứ có một cái chiếc cũng có cái mặt. Được tổng cộng 5 chỉ không? Cái đó con không biết, cái đó là do người ta nói là mua 40 triệu. Còn bao nhiêu con không biết? Còn như con không biết, còn thế còn con lấy bao nhiêu tiền nữa mà bây giờ 95 triệu, ăn uống bao nhiêu? Như mẹ con nói là tiền giấy tờ, con không biết là giấy tờ gì hết. Rồi bây giờ này nha, cái này sai là sai cho chị, sai cho chị. Không, em không sai, tại vì giấy tờ ở chỗ người ta lo. Không, người ta lo, nhưng bây giờ em phân tích này, đồng ý là con chị có lấy vàng, có cầm về đi. Dạ. Là con chị có nhận, nhưng cái này sai do người mẹ, vì mẹ lẽ ra nó không cưới rồi thì nó giả là ok rồi thì không mất tiền đám cưới, nhưng chị vẫn yêu cầu con chị cứ về cưới đi, rồi xong nó được ai về trả tiền ra là xong. Rồi anh cho nói em chẳng cho về làm đám cưới. Nhưng mà người ta về, tại vì anh thấy là nó đi bữa thứ năm chủ nhật là đám cưới rồi, làm sao em nói trở tay với tên kia để không chở, mình không tổ chức nó là ngưng luôn. Thì em nói ngưng, nhưng mà nó vẫn chịu gì làm, nó nói là trả hiếu cho em, nó nói là trả hiếu cho em, rồi em cũng vẫn đồng ý. Đây chị, hiện nay chị thấy được cái việc nó nghiêm trọng chưa? Cái việc nó rất nhỏ, lẽ ra là con chị cưới hay không cưới chị để nó quyết định, bởi tuổi này nó rất nhỏ, nhưng mình cứ tác động, mình tác động bằng nhiều hình thức khác nhau. Đến giờ phút này con chị chấp nhận lại không chấp nhận, mà không chấp nhận lại chấp nhận, đến giờ phút này bỏ đi theo một thanh niên trước là vẫn còn yêu, đúng không? Còn bây giờ em chưa nói phân biệt là ai là người tốt, ai là người xấu trong câu chuyện này. Em có nói là chịu không chịu thì bây giờ lên tính tiền trả cho người ta rồi đi đâu đi, chứ em đâu ép. Có nghĩa là bây giờ theo chị là con chị buộc lòng phải trả 90 mấy triệu, đúng không? À, 100 mấy chục triệu, đúng không? Không, có 95 triệu. 95 triệu thôi. Còn tiền nó cho em nhận thì em chẳng trả. Xin cho em hỏi thế này,
trong cái câu chuyện này á, là khi mà con chị bắt đầu lấy chồng và lên xe hoa với một người mang quốc tịch Trung Quốc, chị được gì trong câu chuyện này? Em nói chân tình em biết hết rồi, nhưng em muốn hỏi chị. Nói chung là em cũng không được gì hết. Ai được? Em cũng không được gì. Ai được? Phải có một người được. Không có được gì hết. Không. Cái này em biết chắc chắn là phải có một người được. Mà một người sẽ hưởng lợi trong cái cùng. Không có ai hưởng lợi. Em nói anh nghe, trong khi đó em nhận số tiền đó đúng không? Em chạy đi tìm kiếm nó, rồi em trị bệnh cho nó, em gỡ này ra coi như không còn một đồng bạc nào, em còn mắc nợ thêm mà. Không, đấy là do chị. Nó chậm thấy nó còn rút tiền em nó đi nữa. Đúng, đấy là do chị. Nhà người ta đã giao cho chị rồi, đấy là do chị. Chị xài. Chị muốn xài nhưng mua em vàng trị mà. Bệnh đó chứ em muốn xài. Bệnh gì? Cho nó coi luôn á. Bệnh có nghiêm trọng lắm không? Dạ nghe phải đưa cho người ta coi. Chứ em không rớt một đồng nào trong đó luôn. Bệnh hết mấy chục triệu không? 40 triệu anh. Bệnh gì dữ dàng vậy? Dạ đưa cho em coi. Con biết rồi. Lâu đây hết nè. Mẹ con có nói là con bị người ta bỏ bùa. Chị gỡ cho con nó 40 triệu. Không, không có bùa mây thuốc lú nào hết. Bùa ngải hoang đường quá. Đấy là không có đúng sự thật rồi. Nói vậy là thua. Em là chuyên gia trị bùa. Ai trị bùa em đến đây. Nè. Em đi gỡ đàng hoàng lại với em mà không tin em dẫn qua chồng luôn. Rồi chị ngồi đi, chị ngồi đi. Ông này là ông chị, ông lấy bao nhiêu tiền? Hiện nay ông đang ở đâu? Ở Bình Đa mình ạ. Bình Đa ở đâu? Ở bên Bình Đa, phường Bình Đa Biên Hòa hả? Bình Đa Tam Hiệp á. Bình Đa Biên Hòa. Em không nói gian luôn. Bình Đa ngay cái Tam Hiệp đúng không? Làm gì có chuyện buồn ngại chị. Cái thứ nhất là đây là, theo em nói thẳng luôn, đây là tiền tầm bậy, đây là bị bợ. Một hình thức bị bợ, không buồn ngại gì cả. Sao bây giờ? Nha, thời đại 4.0 rồi. Không buồn ngại, không mê tín dị đoan. Em không phủ nhận cái điều đó có thật hay không, nhưng đây là hình thức lừa đảo. Không ai đi giải bùa mà 40 triệu. Cái thứ nhất, cái hai là bé hoàn toàn bình thường, nó yêu người ta chứ không có gì hết, đúng không ạ? Còn con chị trừ giả mà người khác yêu con chị mà nó lừa con chị mà bán nhà bán cửa đi thì đến lúc vậy mình phải tính lại. Nhưng hiện nay là trước thời điểm mà con chị chưa yêu lấy người Trung Quốc là con chị không lấy gì. Mày lấy cái thiếp vô cho em nhà coi thiếp gì? Thiếp của con Nga đó. Thiếp gì ạ? Nga. Nó có cái danh thiếp, cái danh thiếp á, danh thiếp. Vậy thì cái này á. Là bây giờ em nói thẳng luôn cho chị nghe này, cái này là em không tin bùa ngải. Và em cũng chưa từng xem thầy bùa bao giờ. Mà cũng chưa thầy bùa ăn của em một đồng nào. Nó tới là nó tới. Nha. Đấy cho nên là bây giờ mình không có tin này, cái này chị làm như này là làm. Em nói thẳng luôn là chị làm bậy. Em nói thẳng nguyên tốt. Em nghe người ta nói con em vậy thì em sợ. Người ta nghe, đấy là chị nghe, chị phải thấy con tâm trạng chị, con chị bình thường không? Ăn uống được, ngủ nghỉ được. Nó không có gì dấu hiệu để bị đi. Nó đâu có ở với em đâu, em biết. Nó không ở với chị, nó không ở với chị, chẳng qua là chị phải đối xử như nào nó mới ở với chị. Đúng không? Nhưng mà em không bênh con chị, mà em không bênh chị. Em không được gì trong câu chuyện này, em nói từ đầu rồi. Nhưng đây là chị đang ép con chị. Nhưng nếu con chị thực sự mà nó sinh ra một cái đường cùng, thì thậm chí 1-2 ngày tới, hoặc chị không có thể nhìn được con chị, chị chỉ bớt xác rồi. Đây là nó chuyện thật. Nhiều câu chuyện ép rồi. Mình ép thời bây giờ là mình ép con là mang tội. Không được ép chúng. Thì em nói em đâu ép đó. Không, mình như thế này là mình không trực tiếp. Em nói mình anh, tiếp. Nếu mà buổi ban đầu nó đừng nhận vàng dòng tay em đâu khổ. Đó, đến giờ phút này có phải là chị thấy không? Bây giờ vừa mang tiếng chưa? Đúng không? Thì vừa đó. Gia đình mất công, mất việc. Và em nói hà buổi ban đầu nó trả lời đi, con không chịu. Đầu tiên nó không chịu. Con đừng có nhận vàng dòng của ta đi đâu. Con gái chú hỏi này, cái ngày con đi đăng ký kết hôn, có ai ép buộc con không? Có rất nhiều người đi theo con. Ép buộc con. Con có muốn đăng ký không? Dạ không. Trong tâm không biết muốn, không muốn đăng ký. Vậy ai là người ép buộc con đi đăng ký kết hôn? Ai đi cùng? Những ai? Có dì ba con, mẹ con, ai dì năm và người chồng Trung Quốc và người ba chồng. Ừ. Còn nó nói gì? Còn nó nói gì con không biết đúng không? Nhưng mà đăng ký tại đâu? Đăng ký tại huyện Vĩnh Cửu. Vĩnh Cửu đúng không? Ở trên Vĩnh An á. Vĩnh An Vĩnh Cửu đúng không? Dạ. Ừ. Sao Vĩnh An huyện Vĩnh Cửu đúng không? Dạ. Rồi bây giờ ấy, là con không đồng ý, tại sao con không nói thẳng là con không đăng ký? Là con không cưới. Con có nói thẳng là con không đồng ý, không được ký giấy. Nhưng mà mẹ con nói con cứ ký giấy qua bển 1-2 ngày hay là nửa tháng không được. Đó, thế nhau. Thì mẹ đem con trở về lại Trung Quốc. Con nói vậy có đúng không? Con khẳng định là con nói những điều đó đúng không? Con khẳng định con nói điều rồi. Đúng 100%. Bây giờ em hỏi lại chị. Chị có đã hiểu rằng con gái chị không may mà rơi vào một tay kẻ xấu, mà sang đất nước Trung Quốc an nguy nhà đó, nhà tỉnh nào đó nha, mà con chị hứa với con chị như vậy, mà là một ngày nào đó tình huống xấu nhất có thể ra, con chị không thể về được, mà con chị kêu cứu, đến lúc vậy chị có ân hận không? Anh cho em nói. Dạ. Yeah. Nếu em bữa đó em không ép nó ký kết hôn, nhưng mà nó bỏ cái giấy căn cước nó bên phòng của người ta, em không có ép.
Nếu mà em ép đâu có căn cứ cũng đâu ký. Xong xuôi rồi người ta tính tiền đền bù đền này kia ra, nó mới là kêu nhà thằng Trắng đòi kiếm tiền chạy lên. Thằng Trắng kiếm tiền không được, kiếm được có nhiều em không biết, kiếm không được. Cái nó nói là cho nó suy nghĩ mấy ngày để cho nó suy nghĩ đi, rồi nó trả lời. Rồi tự nó suy nghĩ nó trả lời nó chịu, chứ em không ép. Thấy không, tôi cùng nói ở đây có gã người con ở Trung Quốc rồi, là chị ruột của nó. Chị ruột của nó lấy chồng Trung Quốc nay 8 năm rồi đó, cũng sống nhờ đẻ hai đứa con mình, chứ không phải là không có người. Chính là chị ruột, chị thứ hai, nó thứ ba. Còn tôi thì tôi thấy người ta đối tốt nha, tôi cũng gả 5 đứa con tôi đi Đài Loan. Tôi nói thật với em, người nào cũng vậy. Em người Việt Nam, cô người Việt Nam, em đối tốt cô đối tốt em. Thì cô nghĩ thí dụ nó thương chồng nó thì chồng nó thương nó, chứ không ai ép được ai hết. Thì bây giờ cô tới đây, cô là dì ruột nó, cô cũng nói thật cho mấy em nghe là mẹ nó nghĩ là có chị nó bệnh thì qua có gì nó alo chị nó ha. Không, thời bây giờ không ai ăn hiếp ai được, thật sự mà nói. Còn cái gia đình này á, thì ông này á, ổng đã nói chuyện với con gái của cô là ổng nói ổng chỉ có một thằng con trai thôi, với người vợ một đứa con gái 13 tuổi thôi. Ổng cũng quay vợ ổng con ổng đưa cho con của cô nói chuyện, thì con cô mới nói là mẹ, nếu mà con dì gái được á thì cái chỗ này khá giả hơn con chị của nó, là con chị ruột của nó, khó khăn hơn gia đình này nhiều em. Nhưng mà tôi gả 5 đứa con tôi nói thiệt với em, nay 20 mấy năm một đứa rồi, đứa út hết là đứa thứ 5, hôm nay là được gần 4 năm, còn bao nhiêu là 23 năm, 22 năm, 19 năm. Yeah, thì cô nói con nghe, người nào cũng vậy, chứ không người nào đối với người nào. Nếu con có lòng xấu ta thì người ta đối xấu con, còn người ta tốt với con là con tốt với người ta. Nên cô cũng vẫn bình thường. Cái này con hiểu cái ý của cô rồi, ở đâu cũng có người tốt. Đúng rồi, cũng có người tốt người xấu. Ý ở đây á, con không nói là cái người đàn ông quốc tịch Trung Quốc này là người ta xấu hoặc gia đình người ta xấu, nhưng đây là hai bên là không đồng thuận. Giữa bé gái này là con gái, cháu con gái gia đình mình là không, có nghĩa là nó không có thiện cảm, không đồng ý ngay ban đầu, cho nên là vì vậy nó đã trục trặc rồi, nó đã xảy ra rất nhiều cái trục trặc. Nhưng mà đây gia đình mình có lẽ là mình không ép 100% là không bắt buộc, nhưng gia đình mình đưa ra nhiều cái điều kiện buộc lòng bé gái có thể là chưa thông suốt, tuân thủ hoặc nghe theo. Đến giờ phút này cái câu chuyện đang nghiêm trọng, đúng không ạ? Thì đó, em không ép đó. Rồi em kêu đó là nó tự nó suy nghĩ xong rồi nó cho địa chỉ em với mấy chị đi qua lấy căn cước lấy đồ nó về. Nó nói con suy nghĩ kỹ rồi, nó hứa với người ta là nó không đi nữa, cho nên người ta chấp nhận. Nếu như anh bỏ đi rồi người ta có thể chấp nhận anh nữa không? Nhưng rồi bây giờ ta ý, vẫn chấp bây nhận. Giờ ý con sao, ý con là sao? Em đâu có ép đâu, con có tâm tư thì con nói đi. Con chỉ muốn nói là nếu như mà đền con 40 triệu thì gia đình anh Trắng phải lo được cho con. Nhưng mà 95 triệu đâu phải là 95 ngàn đâu mà chạy trong vòng một ngày mà có được. Bên người Trung Quốc đó bắt con là trong một ngày đó là phải kiếm là 95 triệu. Con hỏi chú, 95 triệu kiếm đâu ra trong một ngày? 40 triệu là đã khó lắm rồi, chạy đầu này chạy đầu kia mới có nữa là 40 triệu. Bây giờ đòi 95 triệu thì có đâu trong một ngày? Có phải là như vậy là ép con vô trong đường cùng không? Nãy giờ khổ chưa? Em nói anh nghe, không ai ép ai hết. Cái đó là người ta bỏ tiền ra người ta làm, người thì ta đúng là bây giờ mình phải trả lại là như mình vậy phải đó. Trả lại cho người ta. Bây giờ em không ép, nhưng mà cái đó ý của người ta không ép. Người ta nói là người ta rất là thương nó, người ta sẽ bỏ qua hết tất cả, dàn dòng mất ta bỏ hết tất cả. Nhưng phải quay lại. Không phải, cũng như là bây giờ chỉ thương con người ta là được rồi. Thương là phải lấy đó. Phải biết thương con người ta thương là phải, thương là phải sống với nhau. Rồi còn bây giờ con gái này đi rồi thì em bây giờ em nói cỡ nào người ta cũng không chấp nhận nữa hết. Thà người ta lấy tiền để đi cứu vợ khác, chứ không thương người mà người ta, người con gái này không thương người ta. Thì người ta kêu người ta là đâu có ép đâu. Bây giờ á, bây giờ phải về cứ cái kiếm cái giấy nó hôn mới con mà, chứ cho người ta ép nó bạn đầu đâu, không ép. Ký
đặng bỏ cái giấy kết hôn trên huyện Vĩnh Cửu, người ta qua tòa đại sứ ta rút giấy tờ về, rồi người ta đi cưới người khác, chứ người ta không lấy người ta, cái người không thương người ta không lấy. Đó, người ta bây nói giờ là phải hủy hôn. Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Hủy hôn, nhưng bây giờ hủy hôn ở đâu? Đó chứ, út xa gà chết. Đúng không? Mình chưa hiểu hoặc chưa suy nghĩ thấu đáo, mình làm dẹt một cái, nhận tiền người ta. Bây giờ trong mọi phiền chuyện phiền nha, đây cũng là một bài học không dành riêng cho một gia đình mình, đúng dành đó. Cho rất nhiều các cô chú anh chị ở tất cả các tỉnh. Đôi khi ấy, mình thương con, hoặc có đôi khi mình hiểu sai con, hoặc con hiểu sai ý mẹ, ý gia đình, nhiều câu chuyện là đẩy ra câu chuyện đi rất xa. Đó, như đây đại diện là như vậy. Nếu như mà gia đình mình không đồng thuận mà quyết định ngay ban đầu là không là không, thì đến giờ phút này thậm chí không đền bù gì. Nhưng đến giờ phút này ấy, là chính người mẹ cũng phức tạp, mà con bây giờ cũng phức tạp, và bây giờ bản thân người yêu của con là có là một người trẻ tương lai của con cũng phải đang chạy vạy để lấy một số tiền, đúng không ạ, để bồi thường, để bù đắp vào cho người vợ mình mới cưới chồng đó, phải trả người ta. Đó, thực sự câu chuyện xa không, đi cực xa. Không những như vậy mà gia đình mình phải tổn thất nhiều mặt, đúng không ạ, về tâm lý, phải đi tìm kiếm mà chưa biết con mình làm sao. Mà bé gái này hiện nay là bé rất bản lĩnh, nếu như gặp người ghét, người ta nghĩ rằng một tình huống xấu nhất có thể ra, bây giờ ba mẹ hoặc gia đình làm như vậy, nó không muốn nhìn ai nữa, nó sẽ ra cầu là mọi chuyện sẽ xong, đó, kết thúc, đúng không ạ, là gia đình mình chắc chắn là mất đi một người con, đúng chưa, câu chuyện đó có rồi, xảy ra rồi. Đó, và cô cho cô có ý kiến như vậy. Cái lúc cô cũng rất là thương mẹ con nó, tại vì mẹ nó là em của cô, mà mẹ nó ở nhà trọ, ba nó đã làm đổ nợ bỏ đi nay 8-9 năm gì rồi, thì mẹ con nó sống cũng vất vả lắm. Nó thành ra cô mới đi tìm tới Kiên Giang để mà nhờ công an. Thì cô vừa tới cô hỏi dân người ta thì người ta nói là cái thằng này tệ nạn xã hội á, kiếm chi, nó có gây án đâu không. Thì cô mới nói là cô không biết, nhưng mà giờ cháu nó theo thì bây giờ xuống kiếm, nếu thằng này có thương nó thật tình thì cứ ra nói với mẹ nó, rồi sẽ hoàn lại bên kia để cho nó với thằng này. Thì khi cô gặp nó, cô cũng nói con về con không thương, ngay công an xã của Sơn Bình, nếu con không thương thì con về con nói dứt phát để mà trả lại cái số tiền ta, rồi con đi theo hoàng táng, đó là cái quyền của con. Ở đây cô cũng không có quyền gì, nhưng mà cô thấy á, nếu mình nghe vậy, mình biết như vậy mà để cháu mình nó lâm vô thì tội cái cuộc đời của nó, là cô thương nó sẽ dính vô cuộc đời của nó. Chứ còn ngoài ra thí dụ tình cảm nó, bây giờ nó thương ai nó thương, cô già rồi, cô gần 70, cô chết nay sống mai, thành ra cô thương mẹ nó. Rồi tại vì mẹ nó khi nó đi lấy chồng thì mẹ nó nuôi đứa em 9 tuổi, mà mẹ nó bây giờ cũng lớn rồi đó. À, mẹ nó cứ suy nghĩ, mẹ nó khóc sáng đi, mẹ nó mất ăn mất ngủ, cô phải đi kiếm cho bằng được. Nói với mẹ nó, nói thôi mày yên tâm đi, để mình hỏi thăm rồi mình đi kiếm. Đi con biết hả, cả ngày cả đêm luôn, đi tới đâu hỏi tới đó, đi tới đâu hỏi tới đó, đi mất 2 ngày 1 đêm. Nói chung kiếm không nổi đâu, kiếm không nổi đâu. Cô kiếm được, cô kiếm được nó. Rồi cái cô nhờ công an, cái trưởng công an nó tên Cáo là nó mới nói là cái người này là ở trong cái địa bàn của nó. Nhưng mà cô quen biết gì mấy cái thằng này, cô nó là tệ nạn xã hội, cái thằng công an nói cô vậy luôn. Cái cô mới nói là có nhỏ cháu nó thương, mà giờ thôi cũng như nó lỡ, giờ nó theo người ta, giờ về nói với nó, con mời giùm cô đi, nói với thằng trắng đó là ra đi, chứ đâu có biết là có con cháu mình ở dưới, chỉ biết xuống kiếm nhà thằng trắng thôi. Thì công an sau nó chở nhỏ này ra luôn. Cái cô có lại cô nắm tay cô mới nói thôi con về đi, con về đi, chuyện gì cũng tính được hết, không có chuyện gì sợ. Nếu mà con mấy con về con giải quyết chuyện đó là xong, bỏ không cần đám cưới cũng được, thì trả tiền lại người ta, ví dụ con lấy nhiều vàng con trả lời ta là xong. Đó thì cô cũng có nói ngay công an luôn, là cô cũng nói với mấy công an, rồi mấy công an cũng nói như mấy con vậy á. Bây giờ cái tuổi trưởng thành rồi là mẹ không có ai ép được hết, thì cô cũng nói là chỉ về á là nói thẳng với người ta mình, giờ hôm nay tôi quen biết, bây giờ tôi thấy không hợp ý tôi chia tay, có vậy thôi.
Cô nghĩ như vậy. Bây giờ nếu mà trong thời gian chỉ có một tháng mấy mình đã tìm hiểu, mình thấy không được, mình chia tay, thì thằng Trung Quốc nó cũng phải biết rồi, chắc cô này không thương mình rồi, thì nó sẽ đi kiếm con khác. Nói chung là tất cả các cuộc tình yêu hầu như nó rất ngắn ngủi, mà đặc biệt là ngôn ngữ bất đồng, để đến một cái mối tình yêu đích thực thì thực sự rất khó. Thôi bây giờ thế này, hiện nay là cháu cũng như con gái của gia đình mình, anh em hiệp sĩ Bình Dương có trách nhiệm tìm rồi. Còn bây giờ nay mai nó còn lấy chồng nào đi chăng nữa, đó là quyền của nó, anh em không ép. Đúng rồi. Anh em không có quyền ép buộc cái điều đó, mà gia đình mình hoàn toàn là cũng chỉ làm cha làm mẹ thôi, tư vấn thôi, nó không ép được cho con. Vì vậy bây giờ là gia đình mình tư vấn cho con mặt nào tốt, mặt nào xấu, ai là người tốt và ai là người xấu. Đúng rồi. Bé nghe thì bé sẽ sướng, mà bé không nghe thì sau này cuộc đời sẽ khổ. Đúng rồi. Rồi bây giờ này, con gái, con còn điều nào muốn chia sẻ không? Con chỉ muốn nói là anh Trắng không có tệ nạn xã hội thôi. Con khẳng định là không có đúng không? Con khẳng định 100% là không bây có. Bây giờ này, con đồng ý là con yêu anh Trắng đúng không? Dạ đúng. Của là quyết định đến với nhau. Dạ đúng. Bây giờ con có thể là một ngày nào đó gần nhất con đến mời anh Trắng hoặc gia đình anh Trắng đến gia đình con nói chuyện được không? Được không? Đến nói chuyện bình thường. Hôm bữa mẹ con có nói là mẹ con không chấp nhận nữa. Bây giờ mẹ con không chấp nhận, nhưng mà con thương người ta, gia đình người ta cũng thương con. Con không cần mẹ con chấp nhận, nhưng mà con vẫn con thương người ta. Gia đình người ta đối xử tốt với con dữ lắm. Đấy, bây giờ, rồi bây giờ ý chị làm sao? Ý anh cho em nói, nếu mà gia đình người ta thương nó hay là thằng Trắng thương nó gì em không biết, nhưng mà sự việc á, ví dụ anh thấy lớn như nhau, hôm kỳ bà có hứa với em á là để em lên nhà chị, tháng nay biệt tâm biệt tích luôn, không thấy đâu. Bà còn biết nói á là con gái chị á theo con em vậy, em có con gái em cũng vẫn biết, để em lên em nói với chị. Xong xưa cái bà nói với con này chứ bà không có trả lời trả vốn gì với em nữa. Em cũng vẫn đợi chờ. Em nói ủa sao mẹ Trắng nó lên mà sao không thấy lên bình đó. Cái nên đây con cũng không biết nữa. Chính em còn kêu điện thoại hỏi coi ngày nào lên. Cái câu chuyện đã tính xong, nhưng bây giờ này, nếu mà gia đình của người yêu của con gái chị tới nhà chị nói chuyện, chị có đồng ý không? Chị có chấp nhận? Nếu mà tới em vẫn đồng ý. Rồi, đi nói đàng hoàng em vẫn đồng ý. Chứ em cũng không để làm gì. Rồi vậy là được rồi. Rồi cho em nói một câu nữa. Bây giờ nó muốn lấy ai nó lấy, nó muốn làm gì làm, chuyện đó em không cần biết. Nhưng mà em yêu cầu nó về ký giấy ly dị cho người ta, cứ vợ hoàn lại số tiền cho người ta rồi xong. Bây giờ em chỉ yêu cầu ký giấy thì dễ, nhưng mà tiền để hoàn lại thì không dễ. Thì ví dụ bây giờ thằng đó thương nó thiệt tình thì phải chạy chuột nó ra. Có là người yêu cô mới là để cứu vợ. Dạ đúng rồi. Em nói Phan, anh nói cho nghe, bữa gọi điện nói chuyện với chị em. Câu chuyện này là phức tạp, bởi vì bữa gọi điện nói chuyện với chị em mà nó nói con cắt con lỏ. Tự làm tự chịu, kiếm tiền chuột đi. Anh thấy là sao? Rồi bởi vì em giải thích cho chị này, cái này lỗi ấy, em nói thẳng luôn, lỗi không phải của cái thanh niên xăm trổ đó. Em chưa biết là thanh niên đó và gia đình nó tốt hay xấu, nhưng lỗi không phải người ta, mà bây giờ mình gần như là mình ép con mình, mà con mình nhắn theo người ta, mà gia đình người ta phải chạy trọt. Đó là điều em thấy cũng hết sức vô lý, nhưng mà thôi, cái chuyện đó là chuyện gia đình chị, bây giờ em không can thiệp. Bây giờ hiện nay anh em giúp chị đến mức này là hết rồi. Dạ, đúng rồi. Còn con gái chị yêu ai lấy ai là quyền con gái chị nhá. Vậy nha. Rồi bé gái con hôm nay là các chú ở đây là giải thích cho con rồi đúng không? Dạ. Con hiểu rồi, từ đầu đến đuôi là từ sáng giờ rồi đúng không? Dạ. Đến giờ phút này con biết được đâu là đúng và đâu là sai, và đâu là tình yêu đích thực và đâu là tình yêu ABC, cái việc của con. Dạ. Ok chưa? Hy vọng là trong tương lai, trong sự nghiệp của con ấy, là con sáng suốt để lựa chọn một người tình yêu hoặc một ai đó thương yêu con thật lòng. Dạ. Còn nếu con khôn thì con sướng, mà con dại thì con khổ. Dạ. Con đáng chịu đúng chưa? Mẹ sau này gia đình cũng già, đúng không? Có thể là chỉ dựa dẫm được mặt về mặt tinh thần thôi, còn kinh tế thì ai làm phải chịu, nhưng đến giờ phút này con cũng phải là chịu đúng chưa? Giờ phút này cái số mấy chục triệu con cũng phải đang phải chịu đúng chưa? Thế vì vậy bây giờ này chú chỉ giải thích với con như vậy thôi. Rồi hôm nay thì chú đã tìm được rồi, mà cái thông tin của con là đưa lên như vậy là hôm bữa nó khác, hôm nay nó khác, đúng chưa? Bởi chú muốn cái câu chuyện được kết thúc một cách tốt đẹp, mọi người hiểu rõ câu chuyện này. Vì vậy hôm nay là chú đăng thông tin lên là con có đồng ý cho anh em các chú ở hiệp sĩ Bình Dương là ghi hình đăng tin không? Dạ con chấp nhận. Rồi bây giờ này, gia đình mình là tự giải quyết được chưa? Bởi anh em không can thiệp sâu vào đời sống riêng tư, và anh em chỉ can thiệp giúp
đến một mức độ nhất định. Để cho bé nói có lời gì muốn tâm sự nói với mẹ không con? Bé có điều nào muốn chia sẻ với mẹ không? Con chỉ muốn nói với mẹ với gia đình thôi. Là bây giờ con đã đủ tuổi trưởng thành rồi. Con muốn lấy ai, con muốn thương ai là quyền của con. Con cảm ơn công nuôi sinh dưỡng của mẹ và ba đã tạo ra con và nuôi con rất lớn lắm con như ngày hôm nay. Nhờ bây giờ con cũng đã đủ tuổi rồi, con muốn thương ai, con muốn cưới ai là quyền của con. Con mong mẹ đừng có cấm cản và ép con nữa. Con chỉ muốn như vậy thôi. Thì giờ ở đây cũng như là ở đây cũng không ép nữa, mà cô người ta cũng không chịu nãy nữa giờ con. Nó đâu có ép nó, là bây giờ á là chỉ về ký dùm cái giấy đó đặng cho người ta về bển người ta xin lại cái giấy độc thân ta đi cưới vợ với làm hoàn cái số tiền để người ta cưới vợ là khác thôi. Mình về đó mình chứ mình còn mình còn ngoài ra người ta không bắt buộc mình, người ta không ép nữa, tại vì nó nói là nhưng mà tiền thì bây giờ phải trả đúng không, phải trả phải trả là bắt buộc phải trả rồi. Nhưng mà trả bằng cách nào thì cái đó là tùy con bé này nó về nó nói như thế nào để cho người ta thông cảm. Đó là thông cảm chắc chắn người ta không thông cảm rồi đó. Em nghĩ chắc chắn là người ta sẽ không thông cảm. Bây giờ em không ép không gì nữa. Thôi, nói chung là mấy em cũng nghe nó rồi ha. Đầu tiên không ai ép nó mà cũng không ai bắt buộc nó. Thì tất cả gia đình nhà mình có đồng ý cho tất cả các anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải video này lên trên khắp các trang mạng xã hội không ạ? Coi như là có đồng ý không ạ? Đồng ý. Bây giờ mình trước tiên là mình rất là cảm ơn là vì mình đã cứu được cháu mình trong khi cháu mình nó còn lành lặn, nó không có bị một cái gì hết. Với cái thứ hai là con đừng nên bỏ trốn như vậy, mình con người mình thật thì mình sẽ là thật. Mình thẳng thắn mình đối diện những cái mà mình đã gây ra. Mình phải khắc phục hậu quả chứ không để cái hậu quả để cho những người khác gánh được. Nó lại như vậy thôi. Rồi được rồi, câu chuyện là kết thúc rồi nha. Rồi giờ cô cũng cảm ơn các con và cảm ơn những cộng đồng mạng. Thành thật gia đình này được cảm ơn, chân thành cảm ơn. Dạ rồi, xin chúc đại gia đình nhà mình nhiều sức khỏe. Rồi và cũng chúc cho đội hiệp sĩ của Nguyễn Thanh Hải tiếp tục giúp đỡ những hoàn cảnh mà gặp éo le hoặc là gặp những cái sự cố gì đó được lúc nào cũng thành công trong cái sự tốt đẹp và rồi, cảm ơn hạnh phúc. Rồi cảm ơn. Cái cô cũng chúc cho các em có nhiều sức khỏe nha. Dạ, để giúp cho nhiều người hơn nữa. Cho nhiều người hơn nữa. Cảm ơn chị. Xin cảm ơn, xin chào đại gia đình nhà mình.